Pháp sư Định Hoàng chính thức nhập thất bế QUAN ngày 7 tháng 11 năm 2017, phát nguyện bế QUAN 10 năm, không dùng điện thoại và internet, đoạn tuyệt tất cả ngoại duyên, tịnh khẩu niệm Phật. Nguyện sau KHI nhập thất, TRONG 7 thất đầu tiên sẽ chuyên tu sám hối, SAU đó chuyên trì danh hiệu Phật. Mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, lễ Phật 800 lạy, thệ nguyện nhổ sạch tội căn ngã chấp, nguyện trừ điên đảo mộng tưởng, nguyện chứng nhất tâm bất loạn, nguyện thấy bổn tánh Đê Y Đà. Nếu chẳng đạt như nguyện, thề chẳng bước ra QUAN phòng một bước. Kính lễ sư phụ thượng nhân từ giám. Hôm nay là ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia, cũng là ngày đầu tiên đệ tử Định Hoàng hổ thẹn nhờ ân sư phụ thượng nhân từ bi sắp xếp cho con chính thức bế quan tĩnh tu tại Lục Hòa Viên. Hôm nay lúc 3 giờ chiều, con sẽ đơn độc vào quan phòng của Lục Hòa Viên. Con nhờ cư sĩ Khang Bằng Hổ đưa con vào quan phòng rồi nêm phong cửa lại. Con phát nguyện bế quan 10 năm, không dùng điện thoại và internet, đoạn tuyệt tất cả ngoại duyên, tịnh khẩu niệm Phật. Chỉ phiền nhờ quý vị làm công quả ở Lục Hòa Viên mỗi ngày cung cấp một bữa ăn trước giờ ngọ. Vô cùng cảm ơn sư phụ từ bi thành toàn tâm nguyện của con. Con cũng rất mang ơn Pháp sư Thắng Diệu, Pháp sư Khai Kiết, giáo thọ Lưu Tố Vân, Hồ cư sĩ cùng toàn thể quý Bồ Tát làm công quả ở Lục Hòa Viên. Cảm ơn quý ngài đã nhiệt tình chiếu cố và tạo điều kiện nhân duyên thuận lợi để con có thể thực hiện tâm nguyện bế quan của con hôm nay. Trong vòng 10 tháng vừa qua, con đã thọ lãnh những bất hạnh như song thân nối tiếp qua đời, sự nghiệp hoàng pháp cũng gặp nhiều trắc trở. Con đã cảm nhận sâu xa về cuộc đời, khổ, không, vô thường, tất cả cảnh ngộ đều như huyễn như mộng, nên sanh tâm nhiễm ly mãnh liệt, tha thiết cầu sám hối những mê lầm điên đảo trong quá khứ, chấp mộng là chân, phóng túng ngã chấp ngã mạn, vọng lập thị phi nhân ngã, tham trước danh lợi cung kính, tự lừa lừa người, gạt thầy dối Phật, là kẻ tội đồ trong cửa Phật, như hàng súc sanh nào khác. Nay con xin cung kính đối trên sư phụ thượng nhân chứng giám lòng con chí thành cầu sám hối. Con đội ơn sư phụ từ bi lân mẫn nhiếp thọ và dạy con bế quan tĩnh tu. Con xin hết lòng chân quý nhân duyên chuộc tội tối hậu này, vì nếu không thống thiết sửa sai hối lỗi, thì dẫu có ngàn Phật xuất thế cũng không sám hối được. Con phát nguyện sau khi nhập thất, trong 7 thất đầu tiên sẽ chuyên tu sám hối, sau đó chuyên trì danh hiệu Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, lễ Phật 800 lạy, thệ nguyện nhổ sạch tội căn ngã chấp, nguyện trừ điên đảo mộng tưởng, nguyện chứng nhất tâm bất loạn, nguyện thấy bổn tánh Di Đà. Nếu chẳng đạt như nguyện, thề chẳng bước ra quan phòng một bước. Nguyện đem thành tựu chân thật báo đáp ân Phật, ân thầy, ân phụ mẫu, ân hộ pháp, ân quốc độ, ân chúng sanh. Kính chúc sư phụ thượng nhân pháp thể an khang, pháp luân thường chuyển. Pháp sư Định Hoàng A Di Đà Phật.